răng đi xô. Nào ngờ hậu quả dồn dập, đã bệnh lại càng yếu. Sau một buổi quay hình, cơ thể Mai Phương đau nhức, da nổi mụn do mẫn cảm với phấn son. Sau 2 tháng xuất viện để điều trị ngoại trú căn bệnh ung thư phổi, đến hiện tại sức khỏe của Mai Phương đã dần ổn định và có tiến triển rất tốt. Nữ diễn viên cùng con gái đã về quê nội ở Quảng Trị nghỉ dưỡng, đồng thời liên tục đăng tải khoảnh khắc tươi tắn, rạng rỡ hơn trên trang cá nhân. Mới đây nhất, cô còn lần đầu tiên trở lại công việc khi xuất hiện trong một buổi ghi hình chương trình âm nhạc cùng với các nghệ sĩ như Kylie, Bảo Như. Thông qua hình ảnh, nữ diễn viên chia sẻ ai cũng vui mừng vì có thể thấy rõ sắc mặt cô đã hồng hào, tươi tắn hơn hẳn trước đây. Tuy nhiên, để có được những hình ảnh đẹp nhất trên sân khấu, Mai Phương chia sẻ đã rất cố gắng. Mai Phương bày tỏ rằng đây là đam mê và đã nhận lời thì phải hoàn thành một cách trọn vẹn. Dù sau đó trở về nhà, cô cảm thấy đau tay, chân, mỏi vai, da mặt cũng nổi mụn vì mẫn cảm do trang điểm. Biết điều này sẽ làm nhiều người lo lắng nên nữ diễn viên nhanh chóng trấn an rằng sức khỏe cô vẫn ổn. Mai Phương sẽ đi tái khám và ưu tiên thời gian dành cho việc nghỉ ngơi. Trước đó, trên trang cá nhân của Mai Phương đang dòng ta Tết, tâm sự thèm đi du lịch, chạy xô, ngủ nướng, cô cũng đang chuẩn bị trở lại với công việc. Sáng nay trời đổi gió hơi se lạnh, tự dưng lại thèm đủ thứ, thèm được đi du lịch, thèm được bay xô, thèm ăn món này món kia, thèm ôm bà nhỏ ngủ nướng, thèm vậy thôi chứ vẫn phải dậy uống thuốc, hít thở thiền gọi bà bỏ dậy đi học rồi ăn sáng niệm Phật và chuẩn bị năng lượng để quay chương trình gia đình, Mai Phương viết. Chia sẻ này của cô nhận được nhiều quan tâm của đồng nghiệp và người hâm mộ. Mọi người mừng vì trong Mai Phương đã tươi tắn, khỏe mạnh hơn trước, đồng thời khuyên cô hãy nghỉ ngơi, dưỡng bệnh thật tốt trước khi quay trở lại với công việc. Trước đó, ngày 22 tháng 10, Ốc Thanh Vân cho biết Mai Phương đã có thể quay lại với yoga. Cô được giáo viên hướng dẫn tập những động tác phù hợp với tình trạng sức khỏe. Nữ MC cũng tiết lộ Mai Phương phải truyền thuốc chống hủy xương hàng tháng và đang đáp ứng thuốc tốt. Em phải vào bệnh viện truyền thuốc chống hủy xương, một tháng truyền một lần để hạn chế tối đa nguy cơ xương gãy. Hiện nay Phương vẫn uống thuốc điều trị ung thư phổi và em vẫn đáp ứng thuốc tốt như mọi người thấy. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng một ngày nào đó cơ thể sẽ kháng thuốc. Theo thông tin từ bác sĩ trực tiếp điều trị cho Mai Phương, khi buộc phải đổi thuốc thì khả năng cao là em phải dùng một loại thuốc mới nhất về điều trị ung thư đã đoạt giải Nobel. Nhưng loại thuốc này có chi phí vô cùng đắt đỏ, một năm điều trị là số tiền bằng một căn hộ chung cư. Đó là việc sau này, còn hiện tại mọi thứ vẫn ổn, cả nhà yên tâm nhé. Giữa tháng 10 vừa qua, nữ diễn viên lần đầu đưa con gái Lê Vi về thăm quê nội tại Quảng Trị. Vì mọi người, bệnh ung thư phổi đã di căn vào xương, tàn phá sức khỏe nhưng nghị lực của Mai Phương vẫn khiến cho bác sĩ khâm phục. Ngày xuất viện, cô nhếch miệng cười với hết thảy mọi người dù đôi mắt rưng rưng. Sáng ngày 10 tháng 9, sau 25 ngày điều trị căn bệnh ung thư phổi tại bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng, Mai Phương chính thức được cho xuất viện sau đợt điều trị đầu tiên. Bác sĩ Phạm Thành Luân, trung tâm ung bướu bệnh viện 175 cho biết, đến thời điểm hiện tại sức khỏe của Mai Phương đã khá hơn rất nhiều, đã đi được và không còn khó thở như mới nhập viện. Tuy nhiên cần phải theo dõi và chăm sóc đặc biệt vì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Mai Phương là một trong những người tôi thấy rất khâm phục vì nghị lực. Cô ấy rất giản dị và tôn trọng bác sĩ. Lắng nghe phác đồ điều trị, chúng tôi dành rất nhiều tình cảm cho bệnh nhân nhỏ bé này. Tuy bệnh đã di căn vào xương nhưng đã có tiến triển. Bằng chứng là Mai Phương đã đi được. Dù được xuất viện điều trị ngoại trú nhưng bệnh nhân vẫn phải uống thuốc hàng ngày. Hai tuần sau tái khám, bác sĩ cho biết. Theo bác sĩ Luân, ngay sau khi nhập viện, Mai Phương được điều trị bằng liệu pháp nhắm trúng đích, biện pháp tiên tiến nhất hiện nay kết hợp với xạ trị giúp cho giảm đau vị trí di căn xương. May mắn là nữ diễn viên phù hợp với liệu trình này. Bác sĩ cho biết thêm căn bệnh ung thư phổi có thể gây những tác dụng phụ như Mai Phương như thiếu máu, suy gan thận, suy tủy xương. Ngoài ra về mặt thẩm mỹ của cô cũng ảnh hưởng khi tóc sẽ bị rụng. Trong ngày xuất viện của Mai Phương, không chỉ gia đình cô vui mừng mà một người bạn thân thiết đã đồng hành cùng cô diễn viên trong suốt những ngày qua, MC Ốc Thanh Vân cũng không giấu được nỗi xúc động. Chân bên trái của Phương bắt đầu teo, tình trạng di căn đã vào xương. Giờ đây Phương không thể leo lên sân khấu để nhảy nhót như trước. Viện phí bây giờ không cao nhưng nếu không đáp ứng tốt với liệu pháp điều trị thì sau này rất khó nói con số cụ thể. May mắn là Mai Phương, cô ấy không đơn độc trong hành trình chống lại bệnh tật, Ốc Thanh Vân chia sẻ. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc bệnh viện quân y 175 cũng có mặt trong thời điểm Mai Phương rời bệnh viện để động viên cô giữ tinh thần lạc quan, chống chọi bệnh tật. Những bó hoa tươi thắm từ lãnh đạo bệnh viện, Mai Phương cười rất tươi, nhưng rồi sau lời cảm ơn chân thành, cô lau vội những giọt nước mắt khi nghe bác sĩ nói về ước mơ hiện tại của mình.
Con chỉ ước mơ là mình hết bệnh ngay lập tức. Bây giờ con sống không chỉ cho con gái Levi, cho gia đình của con, mà cho tất cả người hâm mộ, cho mọi người đã dõi theo con. Thực sự bây giờ, nếu cảm ơn thì có biết cảm ơn sao cho hết. Mai Phương chia sẻ. Cô cũng đính chính chuyện dư luận gây ồn ào mấy ngày qua khi cho rằng bệnh viện thu tiền phòng bệnh của cô với giá quá cao. Phòng Phương nằm giá 1,5 triệu ngày, nhưng có 3 giường nên mỗi bệnh nhân chỉ phải đóng 500.000 đồng. Tuy nhiên Phương có bảo hiểm nên được giảm thêm, vì vậy mà viện phí đóng rất thấp, nữ diễn viên giải thích. Rời viện, Mai Phương được Ốc Thanh Vân và người thân dìu đi. Bước chân của cô tập tễnh, trong khi con đường phía trước còn rất dài. Nhưng như người bạn thân của cô khẳng định, Mai Phương không đơn độc trên hành trình chống trọi bệnh.